ta có nhà mừng đâu mày. Cái khung rồi. Đấy, còn cái tấm vẫn. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ là đi chọn đất để chặt thả ông tổ vào đất nhá. Thả ông, những cái tổ ông dế vào đất anh em nhá. Đấy. Và bây giờ thì mình đã chọn được cái hướng là như thế này rồi. Đấy. Ông dế thì nó sẽ đi theo cái đầm đầm này nhá. Một cái đồi đầm này. Rất mọi người gần. Cái đồi đầm này nhá. Đấy. Chúng ta sẽ hướng cửa sang một cái đồi rừng bên này. Đấy. Rừng này. Đó. Thế này. Đấy. Mọi người theo dõi nhá. Và bây giờ mình cũng chọn được đất rồi, mình sẽ quay cho anh em xem. Và mình sẽ đóng thùng cho anh em xem luôn. Đây. Đây là cái khu vực mình đã chọn được và mình đã bới là không có kiến rồi. Đó. Chọn cái khu vực đó là đất hạt nhỏ thế này. Đấy. Đất hạt nhỏ thế này. Để với lại những cái khu không có kiến anh em nhá. Anh em để ý. Đấy. Đây là mấy cái tấm ván nhà mình. Là mình sẽ đóng vào để cho nó làm tổ. Đó. Mình thì sẽ làm 1 mét nhá. Thôi. Đó. Không biết ông có phát triển không, mình làm 1 mét thôi. Đây là chân này. Hôm qua mình mới đi xẹ về. Còn đây, vừa đấy là mình vừa qua những cái không gian cho anh em xem. Kia nhá, mình sẽ để hướng ông bay sang đồi bên này, đồi bên kia nữa. Cái đồi này ra bên kia thì toàn là đồi núi thôi. Rừng càng rộng thì độ kiến an của ông dế nó càng ok luôn. Đó. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là đi đào và đi đóng cho anh xem nhé.
Ít nhật sát xong rồi. Ít nhật lịch. Đâu có tóc. Cái nó cho tổ, cái nó tổ tốt tư nè. Cái tổ tốt tư nè. Tốt tư hà. Cái nó cũng tổ tốt tư nè. Cái tổ tốt tư nè. Cái tổ tốt tư nè. Tổ bông đồ nè, ôn xe tổ hóa tuộc á. Nó thịt tổ. Nên nhỏ thì 1 mét đây. Cao thì xem nào. 40 phân. Cao 4. Cao 40 phân. Nó hợi lên nè. Cao 40 phân. Ta mơ dù tao. Sự tóc. Sự tóc. Tao nè. Đông nhồng tỉnh tao nè. Đây mình dắp lúc nó. Còn một con dãy từ hộp ca ha. Dắp lúc nó. Sao nó nhỏ nhỏ. Đấy đâu nè, sao mình dắp lúc nó. Sao tán. Năm nay thử cái bé thế này còn to hơn cái này. Năm sau chuyên mấy cái to tí. Cái tấn đăng này. Rồi. Bây giờ là mình đã đóng xong cái khung rồi. Đấy, còn cái tấm ngăn úp lên trên thôi. Đây là mình lập cái cựa này. Đấy, cái cựa này. Đây là cái tấn ông đi làm về ông ợn, ông đậu đây này. Này mình làm bé làm cái lỗ khá to nhưng phải bịt cho nó bé đấy. Mình lúc mình thả ra mình có cái này bịt bé kiểu này thôi. Không lạnh ong các bác nhé. Các bạn nào nuôi ong thì cũng biết rồi. Và những bạn nào chưa nuôi ong thì cũng có thể là làm theo. Đấy. Những bạn nào mà đã làm được thì thôi, không phải học, không phải xem nữa. Và bây giờ thì mình sẽ gọi là thả đớp vào trong này. Thả đớp vào trong này để đặt để đớp đầy thùng. Đớp đầy thùng luôn các bác nhé. Để đớp đầy thùng xong là tối thì mình sẽ thả ong vào. Đó. Bắt đầu đợt nhọn các bác nhé. Đây các bác nhé, đây là bây giờ mình đã độ đầy đất rồi, độ đầy đất. Cái chỗ này là cái chỗ hón này là mình sẽ dành để chỗ cho ông dế để cho tổ ông dế vào nhé. Đây, chỗ cái hón này này. Mình độ đầy luôn, độ bàn độ đầy luôn cái thùng bán luôn bác nhé. Mình cũng muốn để cái thùng không lắm, nhưng thùng không nó lạnh lắm không ạ. Nên là trong thùng to thì phải chưa kiểu này. Đấy, nó mới ấn ông. Nó là nó không rét. Nó không lạnh ấy. Các bạn nhìn xa đây. Đây là cái hón nhá. Đây là cái cựa vào.